Chào anh em luôn ha. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách khắc phục cái máy kích cá cơ bị giật cò bóp như này. Giật cò bóp là giật cái tay bóp này. Khi anh em mà lỡ đây đầu ra giật đúng không? Một giật anh em nghiêng xuống nước, một giật ở trên bờ mà lỡ anh em cái cò bóp anh em bị ướt nè, anh em bóp một giật trên giật dưới thì nó sẽ bị giật. Thì, hoặc là khi anh em đang gượt cá vô tình bóp còn gượt cá đi thì một giật đụng nước một giật trên trên khơi thì nó giật tay mình thì nó dẫn đến là giật mình hoặc là nhầm cái máy á, là nó giật nặng luôn nha, giật tê cứng người luôn đó. Thì hôm nay em sẽ chỉ anh em cách khắc phục nha. Thì cái này thì cũng cực kỳ là đơn giản thôi nha, anh em thì ai cũng làm được hết. Thì cái máy đây, ví dụ cái máy anh em như vậy đây ha. Đó. Thì anh em kiếm cho em đây tụ tụ kẹo nha. Đó. Tụ này là 1 1.4 630W hoặc là 1.5 630W nha. Đây anh em có con nào xài con đó nha. Đây là 1.5 nè, đây 1.5 thì nó bự hơn nha. Còn đây là em xài 1.4 cho nó nhẹ nhỏ, nó dễ gắn cho nó gọn ha. Thì cái nào sức chịu đựng nó là cũng 630W ha. Anh em kiếm cho em là 2 con nha. Cái này là khắc phục 100% là không giật cò bóp nha. Nhưng mà có nhầm cái máy áp cao quá thì nó sẽ bị tuột áp, nó yếu lại nha, yếu lại một phần nha. Cái này có sao em nói vậy nha, chứ mình gắn cái này vô thì nó không có còn nguyên dạng, cái máy công suất nó ra không còn nguyên ha. Ví dụ công suất nó ra là 300V đi, nhưng mà khi anh em gắn này rồi nó còn chỉ 250V thôi ha, nó tuột công áp suất lại, nhưng mà vẫn đánh cá được bình thường ha, đặc biệt là không giật cò bóp luôn, 100% là chống giật cò bóp cho anh em. Anh em này cứ thử đi, tụ này con có mấy ngàn thôi. Nếu mà anh em gắn vô mà máy đánh yếu lại hoặc là cá không chết gì đó thì mình bỏ vẫn không sao nha. Tại một con chỉ có mấy ngàn, hai con thì không được 10.000 nữa. Nhưng mà thay vì anh em đi đánh, mỗi lần đi đánh là anh em cầm cò bóp là anh em sợ đúng không? Bị giật, anh em cầm cò bóp lên là anh em sẽ bị sợ liền. Sợ nó giật, nhầm cá nó giật nặng là nó tê tay, là cứng tay luôn. Rồi, bắt đầu ha. Anh em... hai con xài hai con cho nó cái tuổi thọ nó cao nha. Anh em có thể dùng một con cũng được, thì hai con thì anh em nói tiếp nha. Đây hai con nói tiếp lại nhau vậy cho em đó, nói tiếp nha. Rồi hàng lại thì đơn giản thôi, hàng lại với nhau cái. Rồi. Thì cái đầu ga giật của anh em nè, cho dễ hiểu ha. Đây là đầu ga giật, anh em nói trực tiếp vô hai đầu dây ga giật này luôn ha. Anh em cái máy có cọc lo thì em nói, không có cọc lo anh em cũng nói vô dây luôn ha, nói vô dây ga giật ngay cái đầu trong này. Đây nè. Nè, nói cái đầu này với đầu này, hai đầu của này nè, nói lại nha ha. Rồi để em nói cho anh em xem luôn ha, cho dễ hiểu ha. Đây, mình hàng qua đây một đầu đi. Đó. Rồi, đầu còn lại hàng vô đây luôn. Hoàn thiện nó được như vậy nha anh em. Đó, hàng trực tiếp hai đầu dây ga luôn. Và cái mà khi mình xài mình bóp cò thì có tải hay không tải á, cái máy nó vẫn kêu y chang vậy nha. Tại cái này là thực tế là nó đang tải hai con tụ này, là đầu ga lúc nào cũng có tải.
Thì khi anh em giật trên giật dưới á, là nó đã có tải đồng đều thì nó sẽ không bị giật cờ bóp nha. Đó. Nên nó gắn mạch vô thì điện vẫn ra bình thường thôi ha. Rồi. Thì em hướng dẫn anh em nhanh vậy thôi ha. Đó. Anh em làm theo vậy là đảm bảo chăm chăm không giật cờ bóp nha. Rồi, chào toàn thể anh em.